Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại một quán cà phê mang hơi thở của phong cách Scandinavian. Quán cà phê mang tên là The Open Space. Đến bên đây thì Hà không chỉ muốn chia sẻ với các bạn về phong cách thiết kế của quán, mà còn muốn chúng ta có một cái cảm nhận thú vị, cảm nhận về phong cách sống của người Bắc Âu mang tên là Hygge. Thì như chúng ta đã biết thì người Bắc Âu vốn có những cái phong cách sống rất đặc trưng như là Lagom, sống vừa đủ, Sisu vượt qua tất cả, hay Hygge, hạnh phúc với những điều nhỏ bé. Hygge là một phong cách sống đặc trưng của người Đan Mạch. Đan Mạch là một quốc gia mà được bình chọn là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Quay trở lại với Hygge, đây là một nét văn hóa rất là riêng của người Đan Mạch. Và vậy thì chúng ta hãy thông qua cái nét văn hóa này để có thể cảm nhận hơn, để hiểu hơn về những gu thẩm mỹ của phong cách Scandinavian nhé. Hygge thì là một cái từ cổ khá là khó để mà phát âm. Bạn có thể phát âm ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể là Hygge hoặc là Hygge hoặc là Hygge, rất là khó đúng không nào? Nhưng mà phát âm ra sao cũng không phải là vấn đề quan trọng. Mà quan trọng đó chính là chúng ta cảm nhận như thế nào, enjoy như thế nào với cái cuộc sống, với cái không gian mang phong cách Hygge. Hygge cũng không có một định nghĩa cụ thể như thế nào, mà Hygge đó là cảm xúc, là cảm nhận của chúng ta đối với một không gian sống. Hygge chỉ có thể là đơn giản uống một tách trà nóng, hay là đọc một cuốn sách. Sách là một nét văn hóa đặc trưng của Hygge. Chúng ta có thể thấy được ở đây rất là nhiều sách đúng không nào? Thói quen của người Bắc Âu đó là tìm một cái góc nhỏ để thư giãn. Họ có thể cuốn quanh một cái chăn ấm hoặc là tìm cho mình những cuốn sách theo sở thích. Gu này là một gu thưởng thức rất riêng của Hygge Đan Mạch. Và như vậy thì trong không gian nhiều sách là một điều rất là quan trọng trong Scandinavia. Ánh sáng là một nhân tố vô cùng quan trọng trong phong cách sống Hygge. Dường như do đời sống quanh năm chìm trong giá rét nên người Bắc Âu thường có xu hướng tìm đến những cái nguồn sáng mà mang lại cảm giác ấm áp và dịu nhẹ. Thường nó sẽ đến từ những ánh sáng của những ngọn lửa của bếp than hồng hay là những ánh sáng đèn vàng. Chúng ta có thể thấy đặc trưng ở đây đó chính là hệ thống đèn thả, hệ thống đèn trang trí có ánh sáng vàng dịu nhẹ cùng với lại ánh sáng bên ngoài. Nó sẽ kết hợp với nhau, khuếch tán tạo thành một ngôi trường rất là ấm áp và dịu dàng. Thiết kế của khung cửa kính lớn ở đây cho chúng ta đón nhận được rất là nhiều ánh sáng từ bên ngoài tràn vào bên trong nhà, đồng thời cũng cho chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài với cảnh view màu xanh bên ngoài sẽ cho chúng ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Người Mỹ thì coi trọng tự do cá nhân, người Pháp xây dựng danh vọng. Còn đối với người Đan Mạch, có lẽ là vì mùa đông kéo dài trong năm nên là họ xây dựng phong cách sống Hygge. Và để cảm nhận được phong cách sống Hygge này nhiều hơn thì người Đan Mạch thường hay thích cảm giác đó là quây quần bên nhau. Chính vì thế nên là họ rất coi trọng một cái thiết kế đòi hỏi không gian lớn để có thể có nhiều người ngồi với nhau quây quần bên lò sưởi, bên tách cà phê ấm và bên những câu chuyện kể cho nhau nghe để qua một mùa đông giá rét kéo dài. Và quán cũng bố trí những cái chiếc bàn dài để có thể là ngồi theo nhóm làm việc. Và ở ngay giữa quán là một chiếc bàn lớn, ở đây chúng ta có thể ngồi theo team hoặc là
ngồi theo gia đình để có thể tận hưởng ngày cuối tuần với nhau, kể cho nhau những câu chuyện trong một tuần đã qua. Xét về tổng thể ở đây đã được thiết kế đúng ngôn ngữ của phong cách Scandinavian. Tường thì được sơn trắng, giúp cho không gian rất là thoáng đãng. Với điểm nhấn bàn ghế, bàn thì làm tông màu gỗ nâu trầm, ghế thì là khung sắt màu đen. Nó sẽ làm cho cái không gian này nổi bật, mà tổng thể vẫn là cái màu sắc trung tính, nhẹ nhàng. Đồng thời là vẫn tận dụng được hệ thống ánh sáng tự nhiên đi qua khung cửa chính và khung cửa sổ lớn ở đây. Về sàn thì chúng ta mong đợi một cái sàn thông thường trong phong cách Scandinavian, đó là sàn gỗ. Tuy nhiên ở quán này đang sử dụng đó là hệ sàn xi măng. Có lẽ là theo mục đích làm điểm nhấn riêng cho cái không gian này, cũng như là để ngăn cách với lại các không gian khác. Bởi vì không gian như là không gian bếp, không gian làm việc của quán thì vẫn sử dụng sàn gỗ. Trần ở đây thì được thiết kế rất là cao với hệ thống kèo gỗ và mái lợp ngói, giúp cho cái cảm giác cách nhiệt rất là tốt và đông ấm, hè mát. Đồng thời là phía đầu hồi của tường ở đây đang được sử dụng ốp, đó là tấm OSB màu gỗ, nên là cảm giác rất là tự nhiên và gần gũi, dễ chịu khi mà chúng ta bước vào quán này. Trong phong cách thiết kế Bắc Âu thì thông thường chúng ta sẽ thường thấy sự xuất hiện của những vật liệu tự nhiên, ví dụ như là gỗ, đá, mây tre. Gỗ thì thường hay được làm cho lát sàn, tường, rồi những vật liệu trang trí thì thường hay làm từ mây tre, gốm, sứ, rồi sự xuất hiện của những chiếc thảm, những chiếc lông thú, trang trí rất là nhiều, đúng không nào? Vì thì tại sao cái sự tự nhiên này được coi trọng đến như vậy? Có hai lý do chính. Đầu tiên là người Bắc Âu rất là mong muốn hòa mình với thiên nhiên. Họ đem những cái vật liệu tự nhiên đó vào trong chính ngôi nhà của mình để từ đó cảm nhận thiên nhiên một cách rõ ràng hơn. Cái thứ hai là không chỉ qua thẩm mỹ mà là còn qua cảm nhận. Khi sờ chạm đối với những vật liệu tự nhiên thì sẽ có cái cảm giác gần gũi, thú vị một cách đặc biệt khó tả. Nhất là những vật liệu êm ái hay là những vật liệu thô mộc, cảm giác rất là thích. Ngoài ra trong phong cách thiết kế Bắc Âu chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của những cái đồ vật trang trí, những chiếc kệ, những cái vật dụng, những cái món decor nhìn bên ngoài thì có vẻ rất là cũ kỹ. Nhưng mà kỳ thực đó cũng chính là một cái phong cách sống rất là hygge của người Bắc Âu. Đây không chỉ là những đồ vật vô tri vô giác, mà ẩn chứa đằng sau của nó sẽ là những cái câu chuyện, sẽ là những cái cảm xúc của một thời kỳ nào đó, hoặc là gợi lên những cái kỷ niệm nào đó của chủ nhân những đồ vật này, chủ nhân của những ngôi nhà hygge. Đây cũng là một góc trang trí rất là xinh xắn của quán. Một chiếc kệ nhỏ với chất liệu gỗ hơi cũ một chút, cùng những món decor bằng chất liệu gốm, những món vật kỷ niệm trang trí rất là xinh xắn. Qua bên đây là một chiếc bàn nhỏ hình chiếc máy khâu này, bên cạnh một cái khung cửa thu sáng của quán. Và góc này là những cái cỏ khô cùng với lại giống như là củi. Bên Bắc Âu thì chất liệu củi thường hay chất vào một góc để sẵn sàng đưa vào lò sưởi đốt để giữ ấm cho tổng thể ngôi nhà. Trong một dịp lần trước đến với quán thì ở góc này đây có trang trí cái bàn được dựng từ bánh gừng. Bánh gừng mô phỏng lại không gian Sài Gòn xưa cũng rất là dễ thương. Bánh gừng các bạn có biết đó là một món ăn đặc trưng của người Bắc Âu vào mỗi dịp là Noel cũng như là Tết Dương Lịch. Thì gia đình người Bắc Âu thường hay cùng nhau làm bánh và cùng nhau thưởng thức cái món bánh để có cảm giác ấm cúng gần gũi này. Chất liệu gừng đúng không? Sẽ làm cho chúng ta sẽ thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá rét. Đây cũng là một góc trang trí hết sức là xinh xắn của quán. Những cái món đồ như là gốm, rồi đồ gỗ,
và những cái vật liệu hoa khô gợi cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên và ấm cúng, đúng không nào? Ở đây sẽ là những góc check-in cũng rất là dễ thương. Những vật liệu như là kệ đầu thú này, những cái box hộp gỗ bằng chất liệu gỗ ghép có giúp cho chúng ta cũng dường như hiểu câu chuyện nào đó rất là mang thiên nhiên vào trong không gian sống, đúng không nào? Rồi những bức tranh, chúng ta qua bên này xem. Bức tranh trang trí tường, màu đơn sắc tối giản, một nét đặc trưng của phong cách Hyuga. Đây là không gian bếp nhỏ mang phong cách Scandinavian. Với tổng thể chúng ta sẽ thấy đây là màu trắng nổi bật với cái hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng màu gỗ sồi và những cái điểm nhấn khác, ví dụ như là khung cửa sổ màu đen. Bố trí ở đây bao gồm tủ bếp, kệ treo tường và một cái chiếc đảo bếp. Phía kia là một chiếc sofa. Đây là những nét rất là gọn gàng đặc trưng của người Bắc Âu. Tất cả những công năng được bố trí hết sức là tối giản. Một chiếc kệ chén bằng sắt sơn đen kết hợp với gỗ rất là mộc mạc. Đây là một cái nét đặc trưng của người Đan Mạch. Cùng một chiếc sofa nhỏ không có tay, chất liệu là gỗ sồi và nệm êm ái, cũng là một góc rất là thư giãn ở trong cái không gian bếp này của quán. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hệ thống đèn trần. Đèn được thả từ trên trần xuống, nổi bật trên nền không gian tường và trần được sơn trắng. Nó làm cho cái hệ thống đèn này sẽ được nhấn hơn và ánh sáng ở đây sẽ được chú trọng hơn. Đèn thả giúp cho chúng ta có được những cái mảng tối và mảng sáng phân biệt rõ ràng. Đèn này sẽ tập trung focus chủ yếu vào cái khu vực nấu ăn ở đập đảo bếp đây. Nó hòa cùng với ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, làm cho căn bếp này trở nên rất là ấm áp, dịu dàng và thực sự rất là enjoy phong cách sống Hyuga. Những chi tiết DIY cũng rất là thú vị. Bạn nào tham khảo phong cách Hyuga thì có thể xem những cái chi tiết này ha. Những nét rất là đơn giản mà chúng ta có thể tự tay làm mà lại có thể cảm nhận hơn về phong cách Hyuga. Đứng trong không gian này của quán, chúng ta có thể thấy được các chi tiết càng mộc mạc, càng đơn giản, như vậy càng có những nét thẩm mỹ riêng. Và quan trọng nhất đó chính là cảm giác enjoy và ấm cúng trong cái bầu không khí bếp gia đình này. Người Bắc Âu nói chung và người Đan Mạch nói riêng rất là yêu thiên nhiên. Họ mong muốn hòa quyện với thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi hòa quyện với thiên nhiên thì họ có thể cảm nhận được âm thanh, mở rộng tầm mắt, hay là có thể lắng nghe đến những cái âm thanh thật là tự nhiên đến với cơ thể con người. Và thông qua cái việc hòa mình với thiên nhiên, không chỉ thể hiện qua việc đó là tham gia vào các chuyến dã ngoại hay là cắm trại ngoài trời, mà người Bắc Âu còn mong muốn đem cái không gian thiên nhiên đó vào xung quanh không gian nhà ở của mình, để từ đó tạo ra thêm được những cái nơi dành cho người thân quây quần bên nhau nhiều hơn, hay là tổ chức những bữa tiệc ngoài trời cùng với bạn bè, trò chuyện với nhau bên những bữa tiệc, những ly cà phê, những tách trà ngay trong sân vườn của nhà mình là một cảm giác rất là Hyuga. Quán cũng rất là tinh tế khi bố trí một khu vườn xinh xắn này. Ở đây vừa có cây trang trí, vừa có cây đặc trưng của vùng nhiệt đới, lại vừa có cây cao che bóng mát, tạo ra một cái bóng râm tổng thể cho chúng ta ở đây mà lại che nắng cho khu vực bên trong nhà. Từ đó làm cho không gian ở đây rất là mát mẻ, thoáng đãng và có cảm giác thực sự là hòa mình với thiên nhiên. Bàn ghế ở đây có một số cái nét rất là thú vị. Giới thiệu với mọi người, đây là chiếc ghế tên là Sinla Acapulco, có nguồn gốc từ Mexico. Với cái màu sắc và cái kiểu dáng rất là đơn giản mà cảm giác ngồi rất là nhẹ nhàng và êm ái, thì cái ghế này rất là thích hợp cho cái không gian ngoài trời như thế này. Và bên đây nữa là một bộ bàn ghế bằng mặt gỗ tự nhiên.
chân sát, nhỏ nhắn xinh xắn. Mà ngồi cũng rất thoải mái khi ngồi với một nhóm bạn 4-5 người ngồi giữa cái không gian tự nhiên thế này, làm ly cà phê với nhau cũng rất là thú vị. Để thích được một phong cách thiết kế thì chúng ta không chỉ căn cứ vào những đường nét thẩm mỹ bên ngoài, mà chúng ta phải cảm nhận được cái thẩm mỹ đó ở bên trong phong cách sống. Và phong cách sống từ nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu một vòng quanh quán, đó chính là phong cách sống Hygge. Từ đó nó sẽ là những nét đặc trưng của phong cách thiết kế Scandinavian, phong cách thiết kế Bắc Âu. Một vòng quanh quán chúng ta đã có thể thấy được những cái nét tổng quan của Scandi. Tuy nhiên thì nó không hoàn toàn là phong cách Scandinavian, mà nó sẽ là sự hòa trộn theo mục đích trang trí của quán cũng như là điều kiện khí hậu của Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Và nhưng mà nhìn tổng thể lại thì quán đã mang hơi thở phần nào của phong cách Bắc Âu rồi, đúng không? Với phong cách Scandinavian, quán đã có thể tận dụng được những đường nét tối giản mộc mạc, coi trọng công năng sử dụng mà không mất đi tính thẩm mỹ. Từ đó thì ngôn ngữ thiết kế Scandi đã thể hiện được cái tinh thần ấm áp và muốn hòa mình gần gũi với thiên nhiên. Từ đó mà vẫn tạm cảm giác dễ chịu, thoải mái và sáng sủa. Nếu bạn là một người yêu thích cái phong cách Bắc Âu này, yêu thích decor, yêu thích sự đơn giản, mộc mạc mà gần gũi ấm áp, thì hãy comment bên dưới để chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn nhé. Và đừng quên nhấn subscribe, nhấn phím chuông để chúng ta có thể theo dõi những tập tiếp theo của kênh Mạnh Hà Design. Và chia sẻ ngày hôm nay đến đây là dừng lại rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.